Hi, xin chào các bạn, mình là Mai Quy. Thì hôm nay mình rất vui giới thiệu các bạn một cái loại cây đặc biệt là số lượng lớn để dành cho các bạn về làm vườn ha các bạn ha, làm vườn. Đây là cây vũ nữ đâm sai vàng tuyền. Chúng ta có thể trồng cây này để chúng ta làm vườn, để cắt cành đó bạn. Cây này là bông của nó là màu vàng tiền. Thì chúng ta mà theo dõi vũ nữ, thích chơi vũ nữ những thời gian vừa qua thì biết cây đâm sai vàng tiền này là nó bông nó rất là đẹp, sáng, nó khác hẳn như cái đâm sai đốm mà đâm bay kata cổ hồi xưa là có đốm đen. Cây vàng tiền là một cây giống mới. Cây này nó có nhiều cái đặc tính rất là hay. Đó, thứ nhất là cây rất là khỏe ha bạn ha, cây rất là khỏe đây. Thứ hai nữa là vỏ bông dài nhưng mà không quá dài, vừa tầm để trưng ở khách sạn hay là những sảnh 5 sao 4 sao. Cái thứ ba là hoa của nó màu sáng cực kỳ, màu tươi. Không có thể nói là trong vòng cắt cành thì không có vũ nữ nào qua được cái cây đâm sai vàng tiền hết. Đó, thì là có một cái muốn giới thiệu thêm một cái đặc tính nữa luôn cho các bạn, là cây này chúng ta trồng một thời gian là chúng ta lấy lại vốn, lấy lại vốn về cây luôn. Đó là sao các bạn? Đó là cây này trong thời gian là những cây già chúng ta ươm kia được. Đây là cây được ươm từ những cây cũ già các bạn. Cây này nè, người ta ươm lại nên giá nó rất là bình dân chứ không phải là cây mới. Nên chúng ta mua cây này nó có bốn cái đặc tính hay như vậy thì chúng ta yên tâm để chúng ta trồng kinh doanh. Và cây này mình bán quanh năm, nếu các bạn xuất hàng ngược lại bán cho mình lại rất là tốt, mình lại bán hàng cho khách hàng của mình. Thì cái cây này là nó rất là thuận lợi cho việc trồng lan cắt cành. Và có một điều nữa là mình muốn thông báo bạn qua video này, thì các bạn xem video này biết là vũ nữ là một cây lan cắt cành trưng bày ở khách sạn không thể nào thiếu, nhất là những khách sạn mà 4 năm sao, tại vì nó có vẻ sang trọng, cấu trúc rất là đẹp, hoành tráng cũng có, nhìn rất là hấp dẫn. Sau những cái thời gian mà cây hồ điệp chiếm cứ những cái nơi trưng bày thì người ta đã nhàm rồi, thì cây vũ nữ là cây lựa chọn để thay thế. Và hồi lúc trước mình có làm lan cắt cành thì mình thấy rằng là lan vũ nữ không bao giờ những người mua lan cắt cành chơi hết các bạn ha, không bao giờ chơi hết. Đó là một điều rất là quan trọng cho lan vũ nữ cắt cành. Thì cây này chúng ta trồng thì khoảng tầm 3 đến 6 tháng nữa là nó sẽ có hoa, rất là dễ hoa. Và trồng khi nó bụi to, củ to thì vỏ bông sẽ dài, phát hoa dài và rất là nhiều hoa. Vũ nữ cũng rất là bền bông các bạn ha. Chúng ta có thể trưng bày độ bền của nó cũng khoảng, nếu cây có cây luôn, tức là vỏ bông nằm trên cây luôn thì hơn gần khoảng 1 tháng rưỡi mới tàn. Còn nếu chúng ta cắt bông để cắm chậu thì chúng ta khoảng trưng bày khoảng gần 1 tháng nó mới tàn, nên nó đạt những yếu tố như vậy. Và có một cái đặc tính về vườn cần phải chú ý khi trồng lan vũ nữ này mà mình thấy nó là rất là hay, đó là vũ nữ không bị sâu ăn. Các bạn mà trồng dego thì các bạn biết là nó hay bị ruồi đục nụ, thì cây vũ nữ này thì chúng ta vô tư, không phải lo, không phải tưới luôn, nó vẫn không ăn, nó không thích ăn những cái nụ hoa của vũ nữ này. Nên cái vỏ bông vũ nữ chúng ta đỡ tốn được cái tiền tưới phân phúc nhiều, độc hại tốn tiền và rất là mệt ốc về khi chữa trị cái bệnh ruồi ăn đó. Nên chúng ta có nhiều cái đặc tính hay như vậy thì không có cớ gì chúng ta không trồng những cây vũ nữ này làm lá cắt cành. Về giá tiền thì mình thấy là nó ngang ngửa, mắc hơn một chút so với cây dendro, nên là mình thấy là nó quá tuyệt vời các bạn. Thì giá mình để trên video để các bạn xem, các bạn mua về chơi cũng được, mua về số lượng nhiều thì giá nó sẽ giảm số lượng nhiều. Và đợt này từ đây đến tháng còn khoảng 1 tháng nữa thì cây này sẽ hết hàng để qua cái đợt xuống giống rồi. Thì đợt này là đang đợt xuống giống để chúng ta có thể trồng bán Tết được. Nên số lượng mình hiện tại giờ có vườn lớn là khoảng tầm gần 2.000 cây thì chúng ta có thể mua về để làm giống làm vườn. Nhưng khoảng tầm 1 tháng nữa thì sẽ không còn hàng các bạn ha. Thì chúng ta thấy phù hợp những cái yêu cầu của bên vườn của mình thì hãy liên lạc nhanh với công ty Mai Quy và
số điện thoại mình có đăng ở trên video này luôn, hoặc là chúng ta vào website siêu thị hoa lan.com các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Xin chào các bạn.